Hello, xin chào cô chú anh chị, các bạn quay trở lại kênh của Thành Lê USA nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thời sự cuộc chiến bên Ukraine. Bữa nay bước qua ngày thứ 180 mấy rồi, và hôm nay là ngày Ukraine kỷ niệm độc lập, có thể gọi là độc lập lần thứ hai luôn. Và hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2022, cũng là ngày kỷ niệm gia đình mình dọn xuống Houston này được 6 ngày. Mọi người thấy kinh điển chưa? Ok, mình đã dọn xuống đây sắp một tuần lễ rồi đó. Dĩ nhiên mọi thứ còn rất là ngổn ngang, nhưng mà cái quan trọng là gì? Hôm nay chúng ta sẽ thời sự những tin vui liên quan tới cuộc sống Mỹ, cũng như là liên quan tới cuộc chiến bên Ukraine. Thì hôm nay mọi người đã biết là Ukraine giống như là một ngày được tái sinh ra. Đó là hôm nay kỷ niệm độc lập, nhưng mà cái quan trọng hơn gì, để mà có được cái ngày kỷ niệm hôm nay đó, tức là Ukraine đã chống chọi với cái thế lực xâm lược là tụi phát xít Nga đã xuyên suốt 6 tháng qua, đánh đấm liên tục 6 tháng trời, coi như đã nã, đã tiêu diệt được 45.000 mấy trăm quân Nga, chắc bữa nay bây giờ là coi như lên được 46 rồi, thậm chí là trong tuần này luôn là coi như có thể lên được 50.000 quân Nga luôn đã tử trận bên Ukraine. Dĩ nhiên cũng có vài ngàn người lính Ukraine đã hy sinh, nhưng mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là nước Ukraine vẫn còn tồn tại. Tại mọi người xem, nếu mà Ukraine mà bị thua đó nghe, tại vì cái kế hoạch tụi Nga là mọi người cũng biết rồi đó, tụi Nga dỗ ngực xưng tên là gì? Nó muốn chiếm đất Ukraine, nó muốn lật đổ chính quyền Ukraine. Và ai cũng thừa biết là tụi Nga nó muốn xóa sổ Ukraine, cái đó là cái điều chắc chắn. Là dĩ nhiên là tụi Nga nó không bao giờ nó nhìn nhận cái điều đó. Tụi Nga lúc nào nó cũng mở miệng là trời ơi, Nga đó, Nga đâu có muốn xóa sổ Ukraine, Nga chỉ muốn chiếm nhiều đó thôi, Nga chỉ không muốn làm cái hại cho dân thường, vân vân. Tụi Nga cái lúc nào nó cũng gọi là cái từ mà xảo ke hay còn gọi là xảo chó hết á. Tại mọi nghĩ xem, tụi Nga hồi đó giờ khi mà nói tới tụi Nga, tụi mà gọi là phát xít Nga đó, chúng ta có bao giờ mà nghe được tụi nó nói thiệt một cái lần nào hay không? Chúng ta cũng có bao giờ nghe được chính quyền của anh Putin mà phát ngôn cái gì mà gọi là thiệt một là lần nào không? Không có, toàn là nói một đường làm một nẻo không à. Không có thể bao giờ mà có cái gì có uy tín gì ở đây hết á. Thành ra là cái chuyện mà coi như là Ukraine tồn tại tới ngày hôm nay là cái điều là coi như là gọi là tái sinh rồi. Dĩ nhiên là Ukraine họ chiến đấu đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là gì? Mỹ châu giúp đỡ rất là nhiều. Và cái mấu chốt nằm ở chỗ đó đó. Tụi Nga thì lúc nào cũng mở miệng là cái kiểu mắc cười nhất là cái câu mở miệng của tụi Nga gì nè. Nga coi như muốn đánh từ từ thôi để mà tránh thiệt hại cho dân thường. Nhưng mà bữa nay là mọi người biết tụi Nga làm gì không? Nó bắn tên lửa vào ga xe lửa. Khi mà nói tới tụi Nga là chúng ta chỉ có giết nước là gì? Vỗ bàn và chửi thề thôi. Ok. Nói chuyện đây nha. Nó mở miệng ra thì không muốn tổn hại cho dân thường, đánh từ từ thôi, đánh từ từ cái đầu nó. Nó muốn đánh nhanh cũng có được đâu, nó đánh tới nhiều đó nó xịt khói rồi nó xào xạo, không tới ngày nó xào xạo không, nó làm như người ta không biết cái bài của nó vậy đó. Đó hay không, Nga tấn công đâu. Lúc trước thì trường học, bệnh viện, bến tàu, bến xe đúng không? Bây giờ nhiều hôm nay nó là thêm bến xe lửa, nhưng qua cái quan trọng nhất là gì? Xăng đá banh mọi người thấy sao, toàn là cỏ không có mẹ gì đó đâu, nó cũng chơi luôn một cái gọi gì nó chạy nuôi heo, tức là gì? Tức là nguồn cung cấp thức ăn cho người dân nó cũng chơi luôn. Tại vì những cái đồng cỏ mà lúa mạch, lúa mì nó cũng chơi luôn. Vậy mọi người nghĩ xem cái mục đích của tụi Nga là gì? Nó muốn khủng bố. Mọi người nghĩ xem ngoài cái mục đích rơ gà còn gì nữa. Ok, bây giờ Nga nếu mà nó không nhận nó là khủng bố phải không? Vậy thì nó phải nhận là vũ khí của nó cùi bắp. Tại vì mọi người nghĩ xem, nếu mà vũ khí của Nga không cùi bắp á, thì tại sao nó lại rơi vào những cái nơi đó? Mà nếu vũ khí của Nga mà không phải là cùi bắp á, vậy thì nó là khủng bố. Nếu kho vũ khí của Nga mà không phải cùi bắp á, tức là những cái nơi mà trường học, bệnh viện, bến tàu, bến xe, ký túc xá, xăng đá banh, chuồng heo, chạy nuôi heo chứ ai biết. Thấy không? Thì tụi Nga nó cố, và đồng cỏ, lúa mạch, lúa mì là coi như tụi Nga nó cố tình tấn công vào những nơi đó đúng chưa? Vậy thì tụi nó khủng bố rồi đúng không? Tức là bây giờ nói kiểu nào đi nữa tụi Nga nó cũng coi như là nó cũng bị gọi là, một là nó phải nhận nó là khủng bố, hai là nó phải nhận nó là cùi bóc. Nó không có đường nào để mà nó cải lý gì ra đây hết đó. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó rồi thì hôm nay đó anh Biden, chúng ta phải ghi nhận, không cần phải chúng ta, để mình ghi nhận anh. Thứ nhất là hôm nay là anh xóa nợ 10.000 đô cho mình.
xóa nợ tiền học nha mọi người. Thì hôm nay là anh Biden nó lên tiếng xóa nợ 10.000 đô, thì trong trường hợp này mình phải ghi nhận ảnh, thấy dẫu sao ảnh cũng có cố gắng. Trước tiên là gì, đây là chúng ta phải xác định là anh Biden anh muốn lấy lòng nha mọi người. Tại sao? Mọi người nghĩ xem, bây giờ là cuối tháng 8, ngày 3 tháng nữa thôi, không, September, October, November là tới bầu cử midterm election à. Mà hiện giờ khi mà nói tới anh Biden, chúng ta sẽ liên tưởng tới gì? Lạm phát, giá cả lên, giá xăng tăng, giá thức ăn tăng, giá nhà tăng, giá thuế tăng, hình như cái gì cũng tăng hết đâu. Thành ra anh Biden anh phải tìm một cái gì đó, anh phải tìm một cái gì đó để chúng ta người dân Mỹ nói chung là để có thể gọi là liên tưởng tới ảnh, nhưng mà lại không nghĩ tới cái chuyện mà lạm phát hay là thất nghiệp hay là cái giống gì liên quan tới tiền bạc hết. À, mọi người thấy cái chiêu không? Thành ra là anh chơi chiêu gì? Dùng tiền. Dĩ nhiên cái đó là tiền của nhà nước chứ không phải tiền của anh, thành ra anh mạnh tay lắm. Nhưng mà trong trường hợp này, dẫu sao nó cũng có chút lợi cho mình, tại vì mình cũng đã bớt được mớ nợ. Mọi người thông cảm cái okay. Không, cái quan trọng hơn nữa là gì? Hôm nay anh Biden á, chính quyền của anh Biden chứ không, hôm qua mới đúng, chính xác là hôm qua tuyên bố là viện trợ cho Ukraine 3 tỷ đô tiền vũ khí. Hôm qua, tại vì đáng nghe mình đã làm video ngày hôm qua, nhưng mà tại vì mình quá trời bận đi. Mọi người thấy không? Nào, cho mọi người xem nè, mình mất set up cái góc văn phòng mới của mình, thành ra mình không thể nào có thời gian được cho mình phải làm một số công chuyện khác nữa. Nhưng mà cái quan trọng là chính quyền của anh Biden vừa cho Ukraine thêm 3 tỷ đô la tiền vũ khí nè. Trên thế giới này á có 200 mấy nước, nhưng mà các đa số cả như 100 mấy chục nước á, cái tiền ngân sách quốc phòng của nó bao gồm có Ukraine lúc trước luôn, là tiền ngân sách quốc phòng của nó chỉ có một năm đúng nha, 1-2 tỷ đô thôi. Mà từ hồi 6 tháng qua tới bây giờ là coi như chính quyền chính phủ Mỹ nói chung là cho Ukraine được có 10 tỷ mấy tiền vũ khí. Nói cách khác có nghĩa là gì? Nói cách khác có nghĩa là chính phủ Mỹ nhà ta trước tiên là thể hiện sự ủng hộ đối với em Ukraine ha, tại vì em Ukraine nó hơi đáng thương. Ok, tự nhiên cái bị thằng coi như là vừa phát xít mà vừa đầu gấu mà vừa mắc dạy mà vừa lựu đạn là Nga nó xâm lược, thành ra là trong trường hợp này em Ukraine khá là đáng thương. À, cái thứ hai nữa là gì? Thể hiện cho tụi Nga là coi như là Mỹ sẵn sàng mà coi như dùng tiền để mà gọi là ném mà mẻ chán mình của Nga này. Ok, tại vì dĩ nhiên là Mỹ là coi như là tiền bao la. À, Mỹ nói tới Mỹ là coi như tiền bao la, còn nói tới tụi Nga là mọi người chỉ liên tưởng wow, chứ mà thấy bà mới Nga rồi nó bị cấm vận, nó bị bao vây, nó bị phong tỏa kinh tế, nó kiệt quệ, tiền nó bị mất giá, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài rút hết, dân của nó thất nghiệp hàng triệu triệu người. Ok, chứ này tụi Nga là coi như nó trở thành Bắc Hàn với Cuba rồi đó. Cũng là một khi mà nói tới một quốc gia, như mọi người thấy khi nói tới Mỹ là coi như tiền không, còn nói tới Ukraine đó, là Ukraine là bạn của Ukraine là ai? Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu, Nhật, Úc, nói chung những nước giàu nào trên thế giới là đều là bạn của Ukraine hết. Còn nói tới Nga thì không có gì để nói hết. Ok, chỉ có chửi thôi. Không, trước khi mà đi sâu vào câu chuyện thì giới game cho mình xin giới thiệu tiếp cái bài của mình, bài ca con cái của mình, đó là gì? Thành, em là Thành Lê USA, là mình đang là một real estate agent, còn là một dân viên bán nhà, một realtor ở tiểu bang Texas. Các cô chú nào có nhu cầu mua nhà, bán nhà, muốn tìm hiểu về nhà, muốn tìm hiểu về khu nhà, muốn tìm hiểu về giá nhà, hay là muốn tìm hiểu cái gì mà liên quan tới nhà đó, có thể gọi cho mình ở số 860 790 0641. Again, 860 790 0641. My number is guys 860-790-0641. Please call me for any information about houses. If you want to buy a house, if you want to sell your house, if you want to move to Texas, just go ahead and give me a call, okay? Gọi cho mình hoàn toàn miễn phí, và cái này nữa để mình xin đề cao nữa. Đó là các cô chú anh chị nào mà muốn mua nhà, đặc biệt là muốn mua nhà, mọi người phải nên gọi cho những người như mình. Tại vì sao? Hoàn toàn miễn phí, mọi người không cần phải lo tốn tiền gì hết. Tại vì mọi người nghĩ xem, trước tiên là mua nhà, cái tiền mà commission á là bên phía người bán nhà họ chịu, đa số là bên phía người bán nhà họ chịu, mọi người đâu có tốn tiền gì đâu. Mọi người nghĩ xem, mọi người không tốn tiền hết á, cái giá nhà nó bao nhiêu là bao nhiêu à, mọi người không cần phải trả phí. Và cái quan trọng nữa gì, mọi người sẽ được hỗ trợ một cách nhiệt tình,
hỗ trợ một cách chuyên môn, nói chung là cái gì cũng chơi professional hỗ trợ hết. Mọi người không có cần phải gọi là tốn nhiều công sức gì, đây mọi thứ là coi như được truyền tải tới cho mọi người hết, giờ quan trọng là không cần phải tốn tiền. Mọi người xem làm việc mà không cần phải tốn tiền thì nó còn gì sướng hơn nữa. Dĩ nhiên mọi người phải trả tiền mua nhà rồi đúng không, nhưng cái quan trọng là gì, cái đó là cái phần giá nhà thì coi như mua mua là phải trả rồi đó, nhưng mà gì mọi người không cần phải tốn tiền hoa hồng gì cho các anh chị biểu tờ đó không, cái đó là chuyện coi tự nhiên là có một cái bên nào đó họ họ xử lý phần đó. Thành ra đừng có ngại ngùng mà gọi mình ok. Và thứ hai, nếu gọi mình mà không mua thì mình cũng không có giận đâu. Không, chia tay chúng ta vẫn là bạn, ok. Thôi quay trở lại chủ đề. Kể như là gì? 3 tỷ đô la đó đó. Là nó bao gồm vũ khí nè ha, trước tiên là gì? Là các hệ thống phòng không. Hệ thống phòng không này như mọi người đúng biết là cái chiêu bài của tôi Nga là gì? Nga dạo này nó nổi tiếng chiêu bài là khủng bố. Khi mà nói tới Nga chúng ta phải xác định tụi nó là phát xít mà còn khủng bố nữa. Nó tấn công ở đâu? Dĩ nhiên Nga nó không có năng lực tấn công vào những cơ sở trọng yếu của Ukraine này đó. Nó tấn công đâu? Trường học, bệnh viện, bến tàu, bến xe, đặc biệt bữa nay là bên tấn công bến xe lửa và coi như làm chết 20 mấy người. Không? Thành ra hệ thống phòng không là coi như rất quan trọng đối với Ukraine. Dĩ nhiên Ukraine cũng có hệ thống phòng không, chính xác là hệ thống phòng không của Ukraine đó. Xét ra nó còn hiệu quả hơn hệ thống phòng không của Nga nữa. Tại vì mọi người nghĩ xem Nga nó có bao nhiêu cái quả tiễn, cái số lượng nó áp đảo Ukraine như thế nào, nhưng mà mỗi nhưng mà cái lượng tên lửa mà chúng đích cũng như là cái tần suất tấn công mà chúng mặc dù là tôi nói toàn là chúng dân thường không, nhưng mà gì mỗi một ngày Nga nó chỉ chúng được có vài quả tên lửa thôi, đa số là nó bị đánh chặn hết. Xét về một khía cạnh đó, Ukraine cái hệ thống phòng không của Ukraine cũng là khá hiệu quả nha mọi người. Nhưng mà dĩ nhiên hiệu quả là chỉ có tới bao nhiêu đó thôi, tại vì Ukraine chỉ có bao nhiêu hệ thống đó thôi, nó không thể nào nó bao trùm hết được. Thành ra Ukraine cần phải có hệ thống vũ khí đúng không? Thứ hai nữa là tên lửa HIMARS. Tên lửa HIMARS thì như mọi người đã biết rồi đó, cái hệ thống tên lửa HIMARS cơ động cao á, nó là cái hệ thống, nó là một chiếc xe gồm cái bệ bệ phóng đồ này kia, hệ thống điều khiển hỏa lực đồ này kia vân vân. Còn cái mà chính phủ Mỹ viện trợ hàng tuần là gì? Đó là tên lửa, tại vì mỗi một ngày là Ukraine nã cho tụi Nga là cũng vài chục cái tên lửa, nào phá cầu nè ha, phá trạm chỉ huy nè ha, phá kho xăng, kho đạn nè ha, phá sân bay nè ha, phá bến tàu nè ha, nói chung là phá cho tụi Nga mà nó không có bao giờ mà được ngủ yên hết rồi, hoặc là nó ngủ luôn chứ nó không có bao giờ mà nó ngủ kiểu mà gọi là ngáy khò khò mấy tiếng sau tỉnh hết đó. Nó một là nó không được ngủ, hai là tụi nó ngủ luôn á đó. Thành ra là Ukraine ta cũng cần phải viện trợ coi như tên lửa. Rồi xong là sau đó dĩ nhiên là pháo binh là Ukraine á, họ hiện giờ Ukraine dùng là pháo binh 155 ly của NATO, tức là 155 ly á, thì khi mà nói tới 155 ly á là nó có hai hệ thống như mọi người, một bên là NATO với một bên là Liên Xô, thì cũng là 155 ly, nhưng mà nếu mà Ukraine mà lấy đạn từ thời Liên Xô trong cái kho đạn của Ukraine ra một cũng 155 ly á, đút vô mấy cây súng mà của Mỹ với châu viện trợ mấy cái hệ thống pháo tự hành á, bắn không được, bắn không được, tại vì nó cũng là 155 ly mà nó thiết kế khác cho một số chi tiết nào đó, thành ra phải chờ Mỹ hay là châu Âu người ta viện trợ, với châu Âu viện trợ ít quá bắn không đủ rồi cần Mỹ viện trợ, đúng không? Cái dĩ nhiên đó là sẽ thiết giáp rồi súng rồi mấy cái hệ thống mà đối kháng radar nè, tại mọi người cũng biết chiến tranh hệ hiện đại này là radar là vô cùng quan trọng luôn, tại mọi người nghĩ xem khi mà Ukraine bắn qua tụi Nga rồi tụi Nga bắn lại á, hay hoặc là tụi Nga nó pháo kích vào Ukraine á là nó cách xa vị trí là tới mấy chục cây số lận ha, là dĩ nhiên mắt thường không thể nào nghe thấy được, cũng như là không thể nào mà chỉ nghe nghe tiếng xong mà nổ cái bùm là không thể nào biết tụi nó ở đâu được hết á. Dĩ nhiên là cần những cái hệ thống radar để định vị tụi nó, để xác định phương hướng tụi nó để mà đánh chặn cho nó lẹ. Thành ra là những vũ khí đó thứ nhất là nó cực kỳ quan trọng vào cái tình thế hiện giờ bên phía cho chiến trường Ukraine đúng không? Cái quan trọng đó là gì? Ukraine 3 tỷ đô này là dư sức cho Ukraine mà coi như cầm cự, chính xác không phải cho thấy cầm cự mà là cái gì? Phản công vào phía lực lượng của Nga cho tới năm sau luôn. Tại vì 3 tỷ vũ khí tức là bằng ngân sách quốc phòng của Ukraine cũng như là nhiều nước trên thế giới mấy năm trời. Mà từ đây cho tới mùa đông rồi xong qua tới năm sau luôn, những mấy tháng chứ bao nhiêu,
Và từ đây tới đó chưa kể còn được viện trợ nữa. Bây giờ là dựa vào những gì mình đã phân tích rồi đó, có thể gọi là mỗi một tầng hoặc là cách cách tầng mà chính phủ Mỹ sẽ cho Ukraine gói dài ít thì vài trăm triệu, nhiều thì vài tỷ đô, tại vì khi nói tới Mỹ là mọi người cũng biết rồi đó. Trời ơi, cái nước gì đâu mà nó giàu dữ trời. Đó là khi nói tới Mỹ đó. Thành ra là gì? Ukraine đó trước tiên là, như mình đã nói trong những video trước, là tụi Nga nó cầu may. Khi mọi người mà nói tới, mọi người xem truyền thông Nga hay là truyền thông thân Nga, những người nào mà thắng Nga nói chung á, là câu cơ miệng lúc nào cũng là trời ơi Mỹ đó nghe, Mỹ khiêu khích ha, Mỹ không muốn đàm phán, Mỹ không chịu kêu Ukraine đàm phán, Mỹ coi như muốn khiêu khích ha, Mỹ muốn chiến tranh kéo dài, Mỹ muốn chiến tranh kéo dài để làm cho Ukraine thiệt hại ha, để làm cho Nga kiệt quệ vân vân. Nhưng mà cái câu thòng lúc nào cũng là gì? Tại sao Mỹ lại viện trợ cho Ukraine? Đại khái cái whole idea của nguyên cái chuỗi mà thân Nga nói chung á là đều lên án cái chuyện mà Mỹ với NATO viện trợ cho Ukraine hết. Tại vì sao tụi Nga, trước tiên là nó không có mấy gấu Nga, mấy cái thằng lựu đạn Nga nó không có còn khả năng để mà nó đánh bại Ukraine trực tiếp nữa. Mọi người xem khi nó hỏi nói tới Nga, cho dù có khen nó cỡ nào đi, thí dụ những người thân Nga đi, cho dù khen Nga cỡ nào đi, thì Nga tuyệt vời, coi như là khen Nga là lựu đạn, là coi như vô địch thiên hạ, đánh khắp địch thủ ha, đánh gì là Đông Phương bất bại đi, nhưng mà gì nó lấy gì nó thắng? Ví dụ Nga nó đã dỗ ngực xưng tên là nó muốn lật đổ chính quyền Ukraine rồi đó, nó lấy gì lật đổ? Anh có thắng nào lật đổ? Nói cái bản đồ nó để xem cách đây chừng nửa năm luôn rồi, không có gì thay đổi hết, chỉ chiếm được nhiêu đất đai, nó xịt ga xịt khói, không có còn lực lượng nữa, lấy gì thắng? Không, trong cái đó là Mỹ coi như là với châu viện trợ Ukraine mỗi ngày một nhiều á, tới Nga nó cái chuyện mà Nga nó đánh thắng trực diện là cái chuyện nó càng ngày nó càng xa vời, nó trừ khi nó đem bom nguyên tử nó ra hay sao á. Dĩ nhiên Nga nó cũng không có điên khùng gì mà đem bom nguyên tử, tại vì mọi người xem Nga nó cũng thừa biết khi mà đụng tới bom nguyên tử là khi đó trên thế giới này sẽ không còn nước Nga nữa. Dĩ nhiên là coi như là nước lúc đó nước Mỹ nhà ta sẽ coi như là sẽ làm việc nghiêm túc với tụi gấu Nga này. Nghiêm túc với tụi nó, tại vì khi đó tụi nó đã thể hiện mà tụi nó là coi như là không còn khả năng cải tạo nữa, là mọi người đủ hiểu rồi đó. Thành ra phải chơi nghiêm túc với tụi nó. Thành ra là dĩ nhiên trên bờ chính phủ của anh Putin là lúc nào cũng nói là Nga sẽ không dùng bom nguyên tử chưa kể thành ra chúng ta có thể dẹp cái màn mà coi như là đem bom nguyên tử của Nga ra mà gọi là hù dọa Ukraine ở đây. Thành ra cái chỉ còn cái cửa duy nhất của tôi Nga hiện giờ là gì, nó cầu mong một ngày nữa đó Mỹ với châu sẽ coi như là thấy một gì lý do nào đó, vì một lý do chim bao nào đó mà coi như là thấy chắc thấy thấy em Nga mà coi như là lựu đạn quá tội nghiệp hay sao đó, coi như không viện trợ Ukraine đó. Nga nó đang trông chờ ngày đó, dĩ nhiên là về cái ngày đó không xảy ra, tại vì sao tụi Nga nó càng ngày nó càng thể hiện là tụi nó là khủng bố, tụi nó là phát xít, thấy không, tụi nó là cái mầm mống hiểm họa cho thế giới, không thể nào mà không ngăn chặn được hết, thế giới sẽ không bao giờ mà có một ngày bình yên nếu mà không ngăn chặn tụi Nga hết. Cái sai của tụi Nga là tụi nó là càng thay vì nó càng xa lầy thì nó càng phải phải gọi là nó phải binh cái đường nào rút lui cho an toàn hay gỡ mặt mũi gì đi. Con này nó càng xa lầy thì nó càng chơi cái bài mà cực đoan quá cũng như khủng bố quá. Nó càng thể hiện là không không nên phí thời gian đàm phán với tụi nó làm gì. Hả? Thôi video bây giờ xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.